Chào mừng các bác đã quay trở lại với chuyên mục CD mới đầu tuần lên sóng vào mỗi tối thứ hai trên kênh YouTube của Yến Âm Thanh Bãi Hà Nội. Trước khi bắt đầu khám phá những album mới về và đặc sắc của tuần này thì em sẽ mời cả nhà cùng tham gia mini game đoạt số trúng thưởng nha. Và bắt số cuối trong series của tuần 500 em đã che rồi và mọi người hãy vui lòng bình luận ở dưới cái clip YouTube tối đa 5 lần nha. Ba chữ số cuối của tuần 500.000 này. Nếu mình đoán trúng cả ba chữ số thì em sẽ tặng cho mình là 3 CD miễn phí trị giá là 450, hoặc là chỉ cần đoán trúng hai chữ số cuối thôi là vẫn được tặng một CD trị giá 150. Kết quả thì em sẽ công bố vào tối thứ 6 tuần này trong chuyên mục CD yêu thích phần thứ 55 nha. Các bác nhớ là bình luận tối đa 5 lần nhá, ba chữ số cuối của tuần 500 này. Rồi trở lại với những album mới về trong tuần thì cái chồng đầu tiên sẽ là những cái chương trình điện acoustic mới nhất qua cái tiếng đàn guitar của Phương Phạm của Mèo Ú kết hợp với giọng ca Minh Đức rất là trầm ấm, cực kỳ là hay nhá. Đĩa mới tinh 2024 đây. Trong bên này thì em sẽ để dành một số những cái album đĩa chính hãng mới phát hành của hãng đĩa thời đại, và trong đó có những cái album của Lân Nhã này, của Bùi Lan Hương và của Elvis Phương rất là mới, toàn bộ là đĩa xịn nhá. Cái chồng thứ ba sẽ là một số những cái album nhạc bolero rồi thì nhạc Việt, nhưng bây giờ đã có cái phiên bản đĩa tái F1 loại 150. Hàng dưới này thì sẽ là tâm điểm cho bác nào mà thích nghe những ca khúc của Elvis Phương. Thường là Elvis Phương thì nổi tiếng với những cái bản nhạc Pháp này hoặc những bản nhạc ngoại lời Việt rất là quen thuộc. Tiếp theo sẽ đến với những cái chương trình nhạc Pháp hoặc là những cái album mà nhạc ngoại lời Việt cho bác nào mà thích nghe những cái giai điệu quốc tế lãng mạn. Và mình sẽ kết thúc clip với một bộ của 5 CD gọi là The Great Song from France, tức là những ca khúc hay nhất của nước Pháp. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lẻ album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa, tên ca sĩ gửi qua Zalo giúp em 0912906897. Số bệ những ship sổ đề từ 3 đĩa trở lên, phí ship từ 700.000, bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Mở đầu sẽ là cái bộ đĩa mới tinh của guitar Phương Phạm nha, kết hợp với giọng ca Minh Đức, Tôi Muốn Mang Hồ Gươm Đi. Và chất lượng âm thanh phải nói là tuyệt vời luôn, không có gì phải bàn cãi, bởi vì đây là một cái album do Audiophile chơi và dành tặng cho các audiophile. Em ơi Hà Nội phố này, Hoa sữa này, Hà Nội và tôi muốn mang hồ gươm đi, mơ về nơi xa lắm, Khúc Mùa Thu, những sáng tác rất là hay của Phú Quang hay là của Hữu Xuân, của Hồng Đăng, Lê Vinh, Trương Thúy Hải, qua tiếng đàn rất là phiêu lãng của Phương Phạm, của Mèo Ú và giọng ca của Minh Đức, mọi người hay gọi là Minh Đức Bass đúng không nào, giọng nam trầm rất là hay, rất là ấm áp. Đặc biệt là phong cách acoustic cực kỳ là dễ nghe cả nhà nhá. Đây là album mới nhất này, trong năm 2024. Đây cũng là album tiếp theo này, Căn Nhà Ngoại Ô, cũng được chơi bởi Phương Phạm, Mèo Ú và kết hợp với tiếng hát của Minh Đức. Và album này thực sự là chọn rất là nhiều những ca khúc nhạc xưa này và những bản nhạc tình rất là hay nhá. Căn Nhà Ngoại Ô, Mưa Rừng, Chiều Thương Đô Thị, Vùng Lá Mê Bay, Đêm Buồn Tỉnh Lẻ, được chơi lại theo phong cách acoustic. Bạn nào mà thích nghe tỉa guitar tí tách rồi thì phiêu lãng, bay bổng thì không nên bỏ qua đâu. Căn Nhà Ngoại Ô 150 nhá, phô đúc chất lượng cao. Hoa Sứ Nhà Nàng cũng vậy, cũng nằm trong bộ sưu tập 4 đĩa mới nhất của Phương Phạm. Mưa Đêm Ngoại Ô, Nỗi Buồn Hoa Phượng, Hoa Sứ Nhà Nàng, Thành Phố Sau Lưng, Yêu Một Mình. Bác thích đĩa nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhắn đúng tên đĩa gửi qua Zalo giúp em 150 nhá. Đoạn Buồn Đêm Mưa, mình cùng xem qua list xem nào. Ở trong này có Thiệp Hồng Anh Viết Tên Em nữa này, Một Mai Dã Tử Vũ Khí Viết Từ KBC, Mùa Xuân Lá Khô, Người Ngoài Phố, Nhớ Nhau Hoài. Tiếp tục là thể loại acoustic ở nhà nhá, vừa chơi guitar vừa hát rất là phê, 150 thôi ạ. Và hai cái album mới của một giọng ca cũng đang hot trong thời gian gần đây, đó là Nguyễn Đình Tuấn Dũng, một giọng nam hát rất là mộc mạc nhưng mà càng nghe càng thấy cái gì đấy rất là đĩnh đạc, rất là nam tính trong giọng hát này. Cà Phê Một Mình, Đường Xưa, Phố Mùa Đông, Niềm Đau Chôn Giấu, Của Người Yêu Cũ, Bầu Câu Hạt Thóc. Em rất là thích cách hát của Nguyễn Đình Tuấn Dũng nhá, hát rất là phong trần, rất là lãng mạn, nhưng mặc dù rằng là không cần phải phô diễn kỹ thuật quá là nhiều, không cần phải thể hiện những cái nút cao vút, nhưng mà cảm giác nghe rất là dễ chịu. Nguyễn Đình Tuấn Dũng acoustic nhá, có hai đĩa đồng giá là 150, đây là vol 2. Còn vol 1 thì sẽ cũng có những bản rất là hay, chẳng hạn như là Mùa Đông Của Anh em rất là thích này, có bài Không Tên Số 8, Khi Người Yêu Tôi Khóc, hay là Cây Nằm Bỏ Quên, hay là Comtra, Đôi Bờ, Tình Bơ Vơ, những sáng tác nhạc ngoại lời Việt cũng như là những cái bản của Lam Phương, của Trịnh Công Sơn, của Vũ Thành An, Đoàn Chuẩn, Từ Linh. 150 nhá, đây là hai album acoustic mới nhất của Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Đấy, mở đầu thôi, hôm nay đã có 6 cái chương trình acoustic vô cùng tuyệt vời rồi. Album cái chồng tiếp theo thì sẽ là những cái chương trình đĩa chính hãng mới phát hành của hãng đĩa thời đại. Nói chung là
Phần đợt đây thì hãng họ phát hành một số những cái chương trình cho những ca sĩ trẻ, ca sĩ mới, thì mọi người có thể mua ủng hộ cũng được, hoặc là với những cái thế hệ em nghĩ là tầm khoảng 9X hoặc là 2000 Gen Z các thứ thì sẽ thích những album này, hòa âm rất là trẻ trung, rất là mới. Bùi Lan Hương, Moon Angel, cái này thì thể loại theo kiểu pop ballad thôi. Em nghĩ là bác nào mà nếu mà tầm trung trung tuổi mà mình muốn thử những cái dòng nhạc mới một chút cũng có thể nghe cái album này nhá. Ok, còn những bạn trẻ thì chắc chắn sẽ đều biết đến Bùi Lan Hương rồi. Cái này em đang giao là bao nhiêu nhỉ? Cái này là 380 nhá, Bùi Lan Hương. Vì Thế Anh Yêu Em của Elvis Hương, album mới nhất của nam danh ca. Lời Hẹn Ước Chiều Thu Paris, Bẽ Bàng Bài Hát Cho Em, Vì Thế Anh Yêu Em, Gót Hồng Thôi Hết Phiêu Du, em đang giao là 300. Đĩa nguyên siêu này cũng như là có tem mác đầy đủ của hãng. Thôi thì em không bóc ra nhá, mình cứ xem qua cái list thôi. Em để nguyên cái bìa này cho đẹp. Album Nhiên của Lân Nhã cũng rất là hay nhỉ. Album này là 350. Một giọng nam rất là chuẩn, cộng thêm là cái phong cách hát rất là phong trần nhẹ nhàng. Lân Nhã với những sáng tác của Trịnh Công Sơn như là Biển Nhớ, Còn Tuổi Nào Cho Em, Em Còn Nhớ Em Đã Quên, Phôi Pha Tình Sầu. Em đang ra là 350 để chính hãng nhá. Bác nào đã từng được nghe Lân Nhã mà hát live trên các cái phòng trà rồi thì chắc chắn là sẽ thấy rằng đây là một giọng nam khá là cảm giác là hơi giống Tuấn Ngọc một chút, cái phong cách hát cũng như là giọng hát hơi hơi giống Tuấn Ngọc. Một album cũng đang khá là được anh em yêu thích, đó là Ngân Ngân Cover. Bạn này thì nổi tiếng trên TikTok với những cái bản nhạc kiểu nó hơi hướng một chút remix các thứ ấy, nghe âm thanh rất là sôi động. Ca khúc nhạc tình thôi, kiểu Hoa Cỏ Lau này, Cánh Hồng Phai, đấy cái bài nổi tiếng nhất của Ngân Ngân này. Ngã Tư Đường cũng hay, Hoa Bằng Lăng, Con Đường Mưa. Ngân Ngân đang được xem là hiện tượng Phương Phương Thảo thứ hai đây, nhưng mà phong cách của Ngân Ngân thì nó khác Phương Phương Thảo. Không phải là acoustic nhẹ nhàng mà đây là phong cách kiểu remix các thứ, nó sôi động hơn, trẻ trung hơn, tươi thắn hơn một chút. Thì cái này em đang giao là 150 nhá, Địa Phố Đúc Lòng Trắng. Âm bát chạm đánh rất là hay nhá, sập sình này. Và đương nhiên nhắc đến những hiện tượng mạng gần đây thì không thể bỏ qua A Páo rồi đúng không nào. Tìm Em, Câu Ví Sông Lam. Trong này còn có những cái bản về xứ Nghệ, về Hà Tĩnh các thứ cũng rất là hay. 11 ca khúc mới nhất và hay nhất của A Páo đang làm mưa làm gió trên YouTube đây. Bây giờ các bác thể mua đĩa để nghe chất lượng tiếng tốt hơn rồi. 150 nhá. Tìm Em, Câu Ví Sông Lam, Chuyện Tình A Páo. Nơi Ấy Bình Yên, album đĩa xịn thì em sẽ giao là 250, còn đây là phiên bản F1. Đấy, hãng nó vừa mới ra đĩa xịn được có mấy tuần đã có cái phiên bản đĩa F1 150 rồi. Đĩa xịn thì 250 nhá. Xịn nó có tem bên ngoài, còn đây là đĩa F1 thì nó không có tem thôi. Nhưng mà phôi cả chất lượng thì rất là ok, những tình khúc bảo trấn qua tiếng hát của những giọng ca nhạc trẻ trong nước. Lân Nhã này, rồi thì có hình như là có gì đây, CC Trương đúng rồi, có Bích Trâm, Mỹ Hạnh, các bạn xem thử list nhá. Uyên Linh nữa, sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn từng rất là quen thuộc với những thế hệ 8X 9X. Lối Cũ Ta Về, đĩa xịn, lần trước em đã thông báo đĩa xịn có tem bên ngoài là 250, còn đây là phiên bản F1. Thanh Hà, Lân Nhã, Trọng Bắc, Hương Giang, F1 thì 150 thôi, vừa tiền hơn mà vẫn giữ được chất lượng tiếng rất là tốt, thì các bạn xem thử list bài nhá. Dù Anh Đã Biết, Lối Cũ Ta Về, Mùa Thu Cánh Nâu, Thoát Ly, Tình Là Sợi Tơ, Tôi Với Trời Bơ Vơ, đặc biệt là hòa âm của Đức Trí và chương trình đầu thu âm live nhá, live music rất là hay. Trong xen lẫn những cái bài hát thì sẽ có những đoạn trò chuyện của ca sĩ hoặc là những lời giới thiệu rất là tự nhiên, giống như mình đang đi xem show ca nhạc vậy, cảm giác ca sĩ đứng trước mặt mình hát. 150 rồi. Hôm nay còn rất là nhiều chương trình hay cơ, ở dưới là một loạt những chương trình nhạc Pháp này và của Elvis Hương. Nhưng bây giờ thì mình trước khi sang cái mục đó thì mình cùng chuyển qua một số những cái chương trình F1 mới được làm sang F1 nhá. Các cái album này trước đây thì em có phiên bản đĩa gốc nó hơi đắt, chẳng hạn như là Lan Anh Chuyện Tình Bolero Vol 4 Tương Hoàng Ngàn Năm, trước đây em bán đĩa gốc là 350, nhưng mà với phiên bản F1 ngày thì chỉ là 150 thôi, nó vừa tiền hơn. Rất là nhiều khách cũng đã mong chờ phiên bản F1 bởi vì đĩa gốc đắt quá, nhưng mà được cái hay Biển Tình, Phố Đêm, Một Người Đi, Chuyện Người Đàn Áo. Nghệ sĩ ưu tú mà, giọng ca không có gì để bàn về kỹ thuật rồi, rất là hay. Và đặc biệt là cái phòng thu hòa âm cho Lan Anh tiếng rất là tốt, bát chép căng, khỏe, sâu lắng. 150 nhá. Lan Anh Vol 3 Con Đường Xưa Em Đi cũng đã được tái bản này, vẫn là 150. Xóm Đêm, Hoa Nở Về Đêm, Hai Vì Sao Lạc, Hai Chuyến Tàu Đêm, Yêu Một Mình, 150 nhá. Đĩa xịn thì nó vỏ kiểu khác và bên ngoài có chữ ký của Lan Anh, còn đây là đĩa F1. Em vẫn đang bán cả hai bản cho bác nào mình có nhu cầu. Tình Trầm của Xuân Hảo cũng đã được tái F1, 150. Tình Trầm 5 nhá. Các bác xem thử list bài giúp em.
Trong này có bản song ca với Lan Anh là cái ca khúc Hai Mùa Noel, với cả cái ca khúc Cô Hàng Nước em thấy cũng rất là hay. Mình nghe nhiều những giọng ca gạo cội hát Cô Hàng Nước rồi, nhưng mà nghe Xuân Hảo giọng basso hàng đầu Việt Nam hát bản này tiếng cũng rất là phê. Acoustic ở nhà nhá, rất là dễ nghe, 150.000 thôi. Tình Trầm Vân Một của Xuân Hảo vẫn là một cái album được rất là nhiều khách bên em thích này. Với Đường Xưa Lối Cũ, Tưởng Rằng Đã Quên, Bọt Biển, Cô Đơn Hay Yêu Nhau, hay là Lệ Đá. Đây là album đầu tiên của Xuân Hảo đây, và cũng là album ghi dấu ấn trong làng nhạc, với chất giọng nam vừa trầm này vừa khỏe mà cách hát rất là êm ái, rất là nhẹ nhàng. 150.000 nhá. Lệ Quyên Khúc Tình Xưa, cái này em không nhớ đây là vôn mấy nhỉ, vôn 4, với những sáng tác của Lam Phương. Đĩa Xịn thì vỏ bên ngoài nó to hơn, nó dài hơn. Đĩa Xịn thì của Viết Tân Phát Hành em đang giao là 300.000, nhưng đây là đĩa F 150.000 thôi, vừa tiền nhá. Hôm nay rất là nhiều những cái chương trình đĩa hay đã được tái bản rồi. Với việc tái bản F1 này thì lúc nào album cũng sẽ có sẵn, không lo bị cháy hàng như là đĩa xịn, mà chất lượng tiếng vẫn đảm bảo là nghe không khác gì. Hạ Trắng cũng thế này, album rất là hay của Khánh Ly hát nhạc Trịnh. Toàn là những ca khúc quen thuộc thôi, rất là đỉnh, như là Phôi Pha, Rừng Xưa Đã Khép, Phúc Âm Buồn, Du Em Từ Ngóng Xuân Nồng. Và đặc biệt trong này có bản Ngẫu Nhiên nữa, một ca khúc mà em rất là thích nghe Khánh Ly thể hiện cái bài này của Trịnh Công Sơn. 150.000 nha, đĩa F1. Rồi bây giờ mình cùng chuyển sang chuyên mục gì đây, chuyên mục Elvis Phương nha. Em biết là nhiều bác xem clip này chắc là cũng đang chờ đến cái danh mục này đây. Giọng ca nam bây giờ dù đã độ tuổi 80 rồi nhưng mà vẫn rất là khỏe, rất là phong độ, đúng không nào? Hát không thua gì trai 18 cả. Elvis Phương, album Những Tình Khúc Nhạc Pháp Bất Hủ. Đây là cái chương trình high end đầu tiên của nam danh ca, với những cái bản nhạc ngoại rất là hay như là Tuyết Rơi, Tung Blanche, Cơn Đau Tình Ái này, Dòng Đời, hay là Anh Không Còn Yêu Em, Je Ne T'Aime Plus, Nếu Tình Yêu Còn Hiện Hữu, Si L'Amour N'Existe Encore. Bác nào thích nghe nhạc Pháp hoặc là thích nghe những cái giọng nam trầm ấm của hải ngoại hồi xưa thì tham khảo Elvis Phương. Đĩa xịn rất là đẹp nhá. Thôi em không bóc ra, em cứ để nguyên như này nhá. 350.000. Phòng thu của Class A thì phòng thu công nghệ cao, cũng như là có những cái tiêu chuẩn high-end hàng đầu, cho nên các bác cứ yên tâm về cái hòa âm phối khí của album này. Tiếng rất là tốt, và đặc biệt là khi mà mình thử vào những bộ dàn đắt tiền, bộ dàn cao cấp thì nó còn cho chất lượng đúng là chuẩn high-end luôn. Một cái album đĩa xịn của Thúy Nga phát hành cho Elvis Phương từ hồi xưa, kết hợp với cả Dalena, đó là Chút Ân Tình Mong Manh. Cái này thì hơi đắt một chút bởi vì nó là phôi cổ, em đang giao 500.000. Nhưng mà được cái là có nhiều những cái bản khá là hay, như là giọng ca Dĩ Vãng này, Em Sẽ Cho Tôi, Tình Bạn, Tango Xanh, Tình Sầu, Tàu Về Quê Hương, hay là bản Liên Khúc Định Mệnh. Hóa âm của trung tâm Thúy Nga. Đĩa xịn có tem này. Đây là phôi bên trong, em đang giao là 500. Các bác xem qua cái phôi nhá, phôi đờ nông. Một cái dòng phôi khá là hiếm trong cái làng đĩa bây giờ. Đây là cũng là một cái album mới của Elvis Phương phát hành trong năm 2020 mấy nhỉ, em không nhớ, hình như là 2023. Đây là 60 năm ca hát, cũng của hãng đĩa Thời Đại phát hành. Em để nguyên tem mác nhỉ, em không bóc ra đâu. Trong này sẽ có 10 ca khúc gắn liền với tên tuổi sự nghiệp của nam ca sĩ, như là Liên Khúc Phượng Hoàng, Vết Thủ Trên Lưng Ngựa Hoang, Còn Yêu Em Mãi, hay là Không, Đêm Đô Thị, Đàn Bà, 60 năm cuộc đời. Hòa âm mới cả nhà nhá. Dù rằng là album được thu sau này của Elvis Phương, thời kỳ mà giọng ca đã có tuổi rồi, nhưng mà thực sự em nghe thì vẫn thấy rất là phong độ, và nó cũng đem lại một chút gì đấy khá là hoài niệm với những ca khúc hồi xưa nhá. Em chưa báo giá nhở, cái này là 350.000 nhỉ, 350.000. Liên Khúc Tình Đầu, album này 150.000 thôi, đĩa F1, và nó có sự góp mặt của Ngọc Bích, Anh Sơn, có Hương Lan và Elvis Phương. Đây là thời trẻ của những cái giọng ca này. Liên khúc thì giai điệu nghe nó rất là sôi động, và đặc biệt đây cũng là một trong những bản liên khúc anh đánh giá là chất lượng tiếng khá là tốt. Giống như kiểu là những cái liên khúc tình yêu, liên khúc chiều mưa các thứ ấy, thì liên khúc tình đầu em thấy cũng rất là nhiều khách thích đây, 150.000. Nhắc đến Elvis Phương hồi xưa mà thu âm tại hải ngoại thì không thể bỏ qua Vết Thù Trên Lưng Ngựa Hoang rồi. Đây là ca khúc cực kỳ là thành công của nam ca sĩ, với trong này còn có thêm cả 10 năm tình cũ này, có Tương Tư 4, có Yêu Em Và Cõi Chết, hay là Lối Về Xóm Nhỏ và Hãy Khóc Đi Em. Cũng là những ca khúc rất là hay. Đây là album thu từ hồi xưa nhá, rất là lâu rồi. Nhưng mà chỉ có cái phiên bản đĩa F150.000 thôi, không còn đĩa xịn. Phôi CD VNCA em đang giao 150.000.
Đó, tạm gác Elvis Presley lại. Bây giờ mình chuyển sang chuyên mục nhạc Pháp. Bác nào thích nghe thuộc dân Francophone, cộng đồng Pháp ngữ thì không nên bỏ qua. Đợt này là có cái album của Thùy Dung, có hai chương trình Thùy Dung hát nhạc Pháp, rất là hay, rất là nhẹ nhàng nhá. Bản thân chất giọng của Thùy Dung em đã thấy rất khá là trong trẻo rồi, cực kỳ là hợp với những cái bản nhạc Pháp lãng mạn trữ tình như này. Và toàn bộ clip của hôm nay chắc hẳn là cả nhà cũng nhận ra rằng là em đã dùng nhạc nền trong hai cái đĩa này của Thùy Dung đây. Nhạc Pháp vôn 1, nhạc Pháp vôn 2 thì mình cùng xem qua clip bài. Vôn 1 thì có Mưa trên biển vắng này. Giọng hát hơi giống Ngọc Lan hồi xưa không nào? Hơi hơi một chút thôi em cảm giác như vậy. Lạc mất mùa xuân, tuyết rơi, Aline, bong bang này, hay là Poupée de si, Poupée de son, Toi jamais, l'amour c'est pour rien. Parcours cũng có nhá. Bản thân em hồi xưa cũng có một thời gian học tiếng Pháp, hồi sinh viên. Cho nên là mình cũng thấy là ngôn ngữ này có cái nét gì đấy rất là hay, rất là riêng, và đặc biệt là được mọi người trên thế giới mệnh danh là ngôn ngữ lãng mạn nhất đúng không nào? Ngôn ngữ của tình yêu mà. Nhạc Pháp vôn 2 của Thùy Dung cũng hay nhá, 150 thôi nhá. Lúc nãy mình được nghe cả bản Chàng Lui rồi này, bản Say Tình Mediterranean này, hay là có La Viongo cũng hay, có Joy Le Taxi, có bài Luân Vũ Ngày Mưa, Tiếc Nhớ Cuộc Tình, Giọt Sầu Trong Tim. Em nhớ cái bài này hồi xưa tiếng Pháp nó là Canh Cửa Sô Đông Mông Cơ. 150 nhá. Một cái album đĩa xịn, thực ra là hai album đấy, hai vôn của nó, có tên là La Collection Française, phiên bản hi-fi, phiên bản audio file. Thì đây là hai album có chất lượng thu tiếng khá là tốt, nhưng mà đây sẽ là không phải là ca sĩ Việt nữa mà toàn bộ là những ca sĩ thuộc cộng đồng Pháp ngữ nhá. Trong cái album collection phiên bản audio file edition này thì sẽ có Soleil, Ne me quitte pas, Le feu est mort, La mer, hay là Pourquoi tu m'aimes encore, C'est magnifique, hay là Ken Ken Madi, khá là nhiều những ca khúc quen và những cái giọng ca cũng phải nói là gạo cội rồi, những cái giọng ca audio file nổi tiếng. 250 cho chính hãng nhá. Cái này là nhạc Pháp xịn luôn nhá, chuẩn Pháp luôn, không phải là ca sĩ Việt hát người Pháp đâu. Album này là hi-fi edition cũng thế này, có hai bản em không biết tại sao lại đặt tên là hi-fi với cả audio file. Em thấy cái chất âm cũng như là cái hòa âm của hai đĩa ấy, nó cái chất lượng đĩa hai đĩa khá là xem xê với nhau, không hiểu tại sao lại đặt tên khác nhau. Sao không ghi là vôn 1, vôn 2 cho dễ nhớ nhỉ? Vẫn là 250 nhá. Nói chung là bác nào mà thích nghe nhạc Pháp chính thống thì có thể tham khảo hai đĩa này. Nó tổng hợp được khá là nhiều những bài hay, những bài kinh điển. Đĩa chính hãng nha, cái này là của Audiospace phát hành. Em đang giao là 250 một chiếc. 14 ca khúc nhạc Pháp chọn lọc với những tiếng hát của Ngọc Lan, Kiều Nga, Thanh Lan, có cả Elvis Phương này, có Minh Xuân Trung Hành. Uầy, trong này có rất là nhiều những bài hay. Besame Mucho, Bang Bang, Toa Jamé, Em Đẹp Nhất Đêm Nay, cái bản này Ý Lan hát rất là hay. Cái bản tiếng Pháp của nó là La Pluie Ben Pour Aller Danser. Có Elvis Phương với ca khúc Tình Cho Không, La Mua Xe Bước Riêng này. Có Ngọc Lan, Mưa Trên Biển Vắng, đó toàn là những ca khúc nhạc Pháp lời Việt. Và rất là nhiều những cái giọng ca hải ngoại nổi tiếng. 14 ca khúc kinh điển nhá, chọn lọc hết vào đây rồi, mình đỡ phải tìm đâu xa. 150, hôm nay là rất là nhiều những chương trình nhạc nước ngoài cho các bác lựa chọn. Toàn bộ điểm mới nhá, điểm mới tinh nhá. Nhạc Pháp lời Việt hay nhất này. Còn đây là nhạc ngoại lời Việt thập niên 90. Mình xem có clip bài xem có cái gì hay nào. Có Khánh Hà, có Lưu Bích, có Đôn Hồ, Lệ Thu, Ngọc Lan, Anh Tú, hay là Anh Khoa, wow. Hôn Anh Vĩnh Biệt, Trái Tim Lầm Lỡ, Tàn Cho, Hỡi Người Tình, Chỉ Còn Mình Anh, Ước Hẹn, hay là Trái Tim Còn Trinh và Một Mình Trong Chiều Vắng. Nhạc ngoại lời Việt, vừa nãy là nhạc Pháp lời Việt, đây là nhạc ngoại lời Việt tổng hợp nói chung, nổi tiếng thập niên 80-90, 150 nhá. Lam Mua Tình Ta, album này là Ngọc Lan thể hiện hoàn toàn tiếng Pháp này. Các bác xem thử clip bài rất là phê luôn. Viêng Mong Gassé, Lại Gần Hôn Em, Vivre Pour Toi, Mourir Pour Toi, Tất Cả Cho Anh, Ne Laisse Pas Ma Vie Sans Toi, hay là Pour Non Arriver Là, Comment Ça Va, Vivre À Deux. Thu âm của Trung Tâm Giáng Ngọc hồi xưa. Các bạn đang được nghe ca khúc Aline trong cái album Thùy Dung đấy. Thực sự cái album Thùy Dung này lúc nào mà kiểu tâm trạng nó hơi buồn buồn một chút đấy, nghe rất là hợp nhá, nhẹ nhàng, trong trẻo, nghe xong cứ tự dưng thấy yêu đời hơn hẳn. Ken Kershaw Đông Mông Cơ, album này là của Pha Lê. Em chưa báo này, cái này 150 nhá. Album này em nhớ giá, cái này là bao nhiêu nhỉ, 350 nhá, của Audiospace phát hành.
Comme toi, Donna, Jolo Taxi, Toi Jamais, Destin, Paragon, album vol 4 của giọng ca Pha Lê, đĩa chính hãng của Autospace nhá. Đấy, có hai cái lớp bìa bọc bên ngoài, 350. Nhưng mà nhắc đến nhạc Pháp mà thu âm kiểu nó hơi hướng audiophile một chút thì các bác nên tham khảo cả Ra Đồng Lan hát Trịnh Công Sơn này. Lần đầu tiên em thấy là có một ca sĩ mà hát nhạc Trịnh nhưng mà lại còn dịch sang cả tiếng Pháp nữa, nghe rất là hay. Mà cái này thì chắc là nó cũng tùy gu mỗi người thôi, có thể là có những bác chỉ thích nghe cái bản gốc, có những người thì lại thích đổi mới một chút, phá cách một chút thì có thể nghe phong cách Ra này nhá. Rất là ngẫu hứng, rất là, nói chung là cái này tùy gu, em không thể bao quát hết được, nhưng mà với em thì em rất là thích cái album này của Đồng Lan. Ngẫu nhiên, Hạ Trắng, Thành Phố Mùa Xuân, Vết Lăn Trầm, Cát Bụi, Hãy Yêu Nhau Đi. Vừa hát nhạc lời Việt này, vừa hát thêm cả lời Pháp nữa. Một chút gì đấy mới lạ. Với cả đặc biệt là em nhớ là phiên bản hồi này là trước đây thì Đồng Lan cũng bán cả đĩa than cho album này và rất là nhiều khách khen nhá. Nhưng mà cũng có nhiều bác là nghe không hợp thể loại nhạc Ra, thì cái này sẽ là tùy gu mỗi người. Ai thích thì sẽ rất thích, còn ai mà không hợp thì thôi. Nghe bài đầu tiên đã thấy là nó đã tắt luôn, muốn tắt luôn rồi. Thì cái này sẽ tùy từng người trải nghiệm. Em thì em rất là thích nghe Ra các thứ. Đợt gần đây là có cái album của ai nhỉ, tự dưng quên tên, ai hát nhạc, à có Quỳnh Anh hát nhạc Ra rất là hay. À, cái vừa nãy của Đồng Lan là 380 nhá. Còn bây giờ kết thúc clip sẽ là bộ 5 đĩa gọi là The Great Song from France, tức là những ca khúc hay nhất đến từ nước Pháp. Thì trong này nó tổng hợp khá là nhiều, em thì cũng chưa nghe hết ấy, bởi vì là mình chỉ nhìn qua mình thấy có một số bài quen quen thì mình nghe thôi, nhưng mà có thể mua đủ bộ với những ai mà mình tìm hiểu sâu hơn. Trong này ngay từ bài đĩa số 5 em thấy có Pour que tu m'aimes encore của Céline Dion này, cái bài này rất là hay này. Dân cộng đồng Pháp ngữ thì chắc là không còn xa lạ gì. Vôn 4 cũng thế nhá, mình xem lướt qua giúp em nhá. Cái điện bài nó không trùng nhau đâu, 5 vôn khác hẳn nhau. Và nó là một bộ sưu tập khá là đầy đủ, 150 một chiếc nhá. Bên em nhận ship sau đây từ 3 đĩa trở lên, mình phải ship từ 700 ngàn, bác nào mua đơn từ 10 đĩa hoặc từ 1,5 triệu thì em sẽ tặng thêm một đĩa để kỷ niệm. Đây là vôn 4, à vôn 3 này, vôn 2 này. Vôn là song vôn là Une histoire d'amour, Ne sois pas si bête, La nuit, Domino, L'avance de Vienne, hay là Tombe la neige. Toàn là những giọng ca cộng đồng Pháp ngữ hết nhá. Chuẩn những bài nhạc Pháp xịn luôn. Âm thanh thì những cái bản thu nó khá là chuẩn, chương trình file lossless rồi. Bác cứ yên tâm, phôi thì phôi đúc lòng trắng, chất lượng cao, không kén đầu. Và giá thì 150 một chiếc thôi nhá. Rồi, hôm nay thì em đã quay cho mọi người rất là nhiều chương trình mới, nhưng mà đa phần là hôm nay tuần này sẽ có nhạc Pháp lên sóng rất là nhiều này, có Elvis Phương và một số chương trình đĩa acoustic mới. Các bác quan tâm hoặc là muốn mua lại album nào có thể chụp ảnh màn hình hoặc là nhạc đúng tên đĩa, tên ca sĩ của Zalo giúp em 0912906897. Và cả nhà cũng đừng quên là bình luận ở dưới clip YouTube nha. Tối đa 5 lần 3 chữ số cuối của tờ 500 này để mình có cơ hội trúng giải. Và em sẽ công bố cái kết quả vào tối thứ 6 tuần này trong chuyên mục CD yêu thích phần thứ 55. Cảm ơn mọi người và chúc các bác nghe nhạc thật là vui vẻ.